Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hạt Động Computer. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với cả một video đánh giá bom máy chủ. Và chi tiết hơn đấy chính là bom máy chủ Gigabyte Z390 Arrow Master. Và vì sao mình lại đánh giá cao bom máy chủ này? Bởi vì khoảng tầm hơn một tuần mình đã được mân mê em bom máy chủ này. Và nó thực sự ấn tượng đối với mình. Thứ nhất, đấy chính là nó tới từ thương hiệu, nó tới từ thiết kế, vân vân vân. Nhưng mà điểm quan trọng nhất mà nó khiến cho mình đấy chính là cực kỳ yêu thích bom máy chủ này, đấy chính là phần VRM của Z390 Arrow Master đã được Gigabyte thực sự là đầu tư vào rất là nhiều. Và nó hoàn toàn có thể tương đương với cả những bom máy chủ thuộc hàng gọi là cao cấp. Này Dũng ơi, làm review ở Hà Nội Computer có gì hay không? Thanh sẽ được làm việc tại một trong những môi trường review chuyên nghiệp nhất, được tiếp xúc với những sản phẩm công nghệ mới nhất tới từ những hãng lớn. Hàng ngày hay đấy. Được gặp những streamer nổi tiếng như là Hoàng Virus, Độ Missy Gaming rồi. Thật á? Thế cho tôi đăng ký luôn đi. Ngoài ra sẽ còn được tham gia cả những sự kiện lớn ở trong nước như là Intel Extreme PC Master. Thôi không phải giới thiệu nữa, chỉ cho tôi chỗ đăng ký ấy. Hà Nội Computer đang tuyển dụng vị trí reviewer, MC cho channel YouTube, cả hình thức là full time và part time. Hãy đăng ký ngay ở link dưới phần mô tả này các bạn nhé. Phần làm cho Z390 Arrow Master nó thực sự nổi bật hơn hẳn so với cả những sản phẩm trong cùng một tầm giá, đây chính là phần VRM. Điểm ấn tượng đầu tiên khi mà mình mở chiếc mainboard này ra, đây chính là cân nặng của phần VRM. Nó thực sự rất là nặng và nó hứa hẹn sẽ cho các bạn một hiệu năng làm mát. Nó cao hơn thế cũ rất là nhiều. Và phần tản nhiệt này nó sẽ được kết hợp giữa nhôm khối cũng như là lá nhôm. Và nó sẽ được kết nối với nhau bởi một thanh đồng. Và với một chất lượng như thế này thì phần tản nhiệt của VRM trên Z390 Arrow Master nó sẽ có chất lượng không thua kém gì những chiếc tản nhiệt khí thuộc gọi là hạng nặng. Nhưng mà tại sao chúng ta lại cần đến một khối tản nhiệt nó khủng đến như vậy? Thì câu trả lời nó sẽ đến với việc đấy chính là con Intel Core 9 9900K nó ăn rất là nhiều điện và nó thực sự một vấn đề đáng để các bạn bàn tán và cũng như là nó đang được bàn tán rất là nhiều ở trên mạng Internet. Và để phục vụ cho vi xử lý Intel Core 9 thì phần VRM của Z390 Arrow Master nó được chăm chút rất là kỹ. Có thể thấy là Gigabyte đã sử dụng controller là IR35201 thuộc hàng rất là xịn và thậm chí nó đang được sử dụng ở trên bom máy chủ đắt tiền nhất của Gigabyte, đấy chính là Gigabyte Arrow Extreme. Nó có giá là gần gấp đôi các bạn ạ. Nhưng mà điểm khác biệt ở đây đấy chính là bản Extreme các bạn sẽ có là 8+2 phây điện, còn với bản Arrow Master các bạn sẽ có là 6+2 phây điện. Nhưng mà với 6 phây điện ở trên Arrow Master, nó là 6 phây thuộc hàng rất là xịn nhá. Bởi vì nó được nhân đôi lên bởi con là IR3599. Và cuối cùng đấy chính là 12 phây 3553 40A. Ngoài ra để cấp điện cho hệ thống này thì Gigabyte đã trang bị cho nó là hai đầu cấp nguồn 8 pin. Mình cũng khuyến cáo với các bạn đấy chính là nên sử dụng với những bộ nguồn là có đủ hai đầu cấp nguồn 8 pin để hệ thống của các bạn sẽ là hoạt động ổn định nhất có thể. Chứ với những con vi xử lý như là Intel Core 7 9700K hay là i9 9900K mới, nó ăn sẽ rất là nhiều điện luôn. Về tổng thể, cảm nhận đầu tiên của mình về Z390 Arrow Master đấy chính là nó đẹp, nó rất đẹp và chất. Khi lựa chọn tông màu của nó sẽ là đen pha với cả xám khói cho mình, thay vì trộn lẫn tông màu như là trắng, xanh, đỏ như là các thế hệ cũ. Và những khe RAM hay là khe card đồ họa thì các bạn sẽ đều được bọc giáp để tăng cường khả năng chịu lực. Và đặc biệt so với cả những chiếc là RTX 2080 Ti hiện nay nó đều rất là nặng, thì việc làm như thế này là rất tốt đối với cả đội Gigabyte. Nếu như với những bom máy chủ trước đây nó thường khá là nhẹ thì với Z390 Arrow Master các bạn sẽ thấy khá là bất ngờ, bởi vì trọng lượng của nó quá là nặng đối với cả một mẫu bom máy chủ. Vì việc nó nặng như thế này, một phần do đấy chính là phía sau của nó có một tấm backplate rất là to cũng như là nặng. Và phần tản nhiệt VRM của nó được làm rất to luôn và chất lượng để tải dàn phây của nó ấy. Bởi vì dàn phây của nó rất là xịn cũng như là nó phải gánh trên mình là vi xử lý Intel Core 9 9900K. Thế nên là phần VRM này phải được làm rất là to. Còn về đồ chơi thì Gigabyte Z390 Arrow Master nó thực sự là không thiếu bất kỳ một cái gì để cho các bạn có thể sử dụng. Nếu như các bạn là một người thường xuyên nghe nhạc thì các bạn đã có là hệ thống giải mã âm thanh đấy chính là Realtek ALC1220. Cùng với đó là các bạn sẽ có là tụ hóa của Nichicon này, rồi tụ điện là của Wima. Nói chung là mình không cần phải đòi hỏi gì nhiều nữa ở trên bom máy chủ này, bởi vì nó đã cung cấp cho mình đủ về trải nghiệm âm thanh rồi. Về khe PCI, các bạn sẽ có là 6 khe 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Ở đây sẽ có là 3 khe là 16X này và 3 khe là 1X. Thực ra với số lượng khe PCI như thế này, nó chủ yếu là để làm màu là chính thôi, chứ các bạn không thể nào mà dùng hết được đâu. Nhưng mà mình thấy một cái hay ở trên bom máy chủ này, đấy chính là những khe 16X và khe 1X nó được bố trí với nhau rất là hợp lý. Bởi vì nếu mà mình chạy đa card đồ họa thì mình vẫn còn có thể gắn thêm được những thiết bị khác, thiết bị ngoại vi, ví dụ như là card capture, card âm thanh, các thứ vân vân và vân vân. Nói chung thì mình đánh giá rất là cao việc Gigabyte thiết kế sự thông minh của những khe PCI như thế này.
Để đáp ứng được nhu cầu lưu trữ dữ liệu thì Z390 Aron Butter sẽ cung cấp cho các bạn được chính là 3 khe SD NVMe và 6 cổng SATA 3. Điểm lưu ý nho nhỏ ở đây đấy chính là khi các bạn sử dụng SD NVMe thì do giới hạn từ băng thông của chipset cũng như là CPU. Thế nên là khi các bạn cắm 2 SD NVMe ở cổng thứ nhất và cổng thứ hai thì một nửa số cổng SATA sẽ ngừng hoạt động để lấy băng thông. Còn khi các bạn cắm ổ SD NVMe ở khe thứ ba thì nó sẽ ăn thêm cả băng thông của CPU nữa. Các cổng kết nối ở mặt sau thì nó sẽ được trang bị khá là đầy đủ, sẽ bao gồm là 2 nút, bao gồm nút Clear CMOS cũng như là nút nguồn. Kế đó là 2 jack để cắm anten, vì Gigabyte Z390 Aron Butter nó đã được tích hợp sẵn cả Wi-Fi Intel AC 5GHz và nó còn tích hợp vào trong đấy là Bluetooth 5.0. Rồi tiếp đến là 4 cổng USB 2.0 thông thường, 2 cổng USB 3.0 Dark Up hỗ trợ cho cả sạc những thiết bị điện thoại di động. Cổng HDMI 1.4 hỗ trợ xuất màn hình là 4K nhưng mà chỉ 30Hz mà thôi nhá. 3 cổng USB 3.1 Gen 2 chuẩn A, rồi một cổng USB Type-C 3.1 Gen 2. Cùng với đó là cổng LAN cũng như là hệ thống cổng xuất âm thanh 7.1. Và cuối cùng là đèn LED, và do nó chỉ nằm ở phân khúc là cận cao cấp, thế nên là LED của nó chỉ xuất hiện ở trên là tụ âm thanh này, chipset cũng như là phần khu vực I/O. Nổi bật nhất thì chắc chắn sẽ là phần khu vực giáp I/O rồi, bởi vì nó sẽ được trang bị đèn LED 5V kỹ thuật số so với cả LED đơn sắc ở trên hai khu vực còn lại. Chính vì vậy các bạn sẽ có thêm một vài chế độ như là chế độ cầu vồng các thứ nữa, bên cạnh những chế độ mặc định cũ ở trên phần mềm là Gigabyte RGB Fusion. Vậy tại sao Z390 Aron Butter lại được mình lựa chọn là bo máy chủ đáng để các bạn lựa chọn nhất cho vi xử lý Intel Core 9 9900K trong tầm giá khoảng tầm 8 triệu đồng trở xuống? Nó không phải đến từ LED RGB, nó cũng không phải đến từ cái đống cổng I/O phía sau, bởi vì với trong cùng một tầm giá của những thương hiệu cao cấp với nhau thì nó gần như sẽ là same với nhau hết. Nhưng mà cái đáng giá ở đây mà các bạn có thể lựa chọn thì chính là phần VRM đã được Gigabyte làm rất là tốt. Nó sẽ giúp cho vi xử lý Intel Core 9 9900K nếu mà chạy stress ấy, nó sẽ giữ vững được cái mức xung là 4.7, nó không bị drop quá là nhiều. Rồi phần nhiệt độ của VRM nó cũng sẽ cực kỳ mát, nó sẽ ít gây ảnh hưởng đến tuổi thọ của linh kiện ở trên main. Và khi mà mình chạy cái mức default của bài test là Prime 95 ấy, thì cái xung 4.7 tua boost tối đa của con i9 9900K nó sẽ giữ rất là tốt, nó giữ gọi là rất là ổn định. Rồi phần nhiệt độ của VRM nó cũng chỉ quay quanh mức là 65 độ thôi, thì phải nói đây là một mức nhiệt độ rất là mát và nó sẽ là một mức nhiệt độ rất là lý tưởng mà rất nhiều bo máy chủ khác sẽ phải mong đợi. Và có thể là như với những bo máy chủ khác ấy, nó hoàn toàn có thể đạt là khoảng tầm 100 độ nếu mà các bạn chạy với cả i9 9900K, thì đây là một điều Gigabyte đã làm quá là tốt rồi. Nhưng liệu Z390 Aron Butter nó có thể qua được bài test để ép xung i9 9900K lên mức xung là 5GHz hay là không? Thì câu trả lời của mình đấy chính là có, và các bạn hoàn toàn có thể làm được. Nhưng mà điều này nó còn phụ thuộc vào con CPU của các bạn nữa, bởi vì CPU mình đang sử dụng ở đây đấy chính là phiên bản sample, cũng như là mình sử dụng một mẫu tản nhiệt khá là khủng đấy chính là Thermaltake R360, thì mình hoàn toàn có thể ép xung nó lên 5GHz, sau đó là mình ngồi chơi game, mình qua những bài test bình thường rất là đơn giản. Nhưng mà khi mình bật RAM 95 lên thì và có kèm theo cả AVIX nữa thì nó lại gần như là chết ngay lập tức, thì nó vẫn chưa thực sự gọi là ổn định. Nhưng mà khi mình render một clip 4K ấy, clip 4K mình đang sử dụng ở studio đây, thì nó vẫn có thể hoàn thành việc render video ở mức xung là 5GHz luôn nhá. Nhưng mà có một điều ở đấy, đấy chính là khi mình render video 4K thì không phải CPU sẽ là hoạt động 100%, và mức nhiệt độ mà các bạn đạt được ấy, đấy chính là 100 độ ở CPU. Thì đây sẽ là một mức nhiệt độ rất là cao. Nhưng mà có một điểm tốt ở đây mà Gigabyte Z390 Aron Butter nó có thể làm được, đấy chính là nó sẽ giữ mức xung 5GHz nó rất là ổn định. Nhưng mà nó sẽ bị drop rất là ít. Rồi phần nhiệt độ của phần VRM nó sẽ là giữ ở mức là dưới 70 độ. Thì thực sự là đội ngũ kỹ thuật của Gigabyte đã tạo ra được một cái bo máy chủ như thế này, nói thực sự là mình đây là một điểm cộng quá lớn đối với mình, bởi vì nó sẽ chú trọng vào hiệu năng và thiết kế thì nó cũng gọi là ok. Tóm lại, Z390 Aron Butter nó có thể cân được tất cả vi xử lý Intel thế hệ thứ 9, kể cả là i9 9900K mà mình đã test ở trong video ngày hôm nay. Còn đối với cả những game thủ thì sao, các bạn cũng cứ yên tâm đi, bởi vì nó tốt từ nhiệt độ, thiết kế, rồi là hiệu năng, rồi các bạn cổng I/O, rồi LED RGB, gần như tất cả mọi thứ các bạn sẽ là không thiếu bất kỳ một cái gì. Tổng kết lại thì với Z390 Aron Butter nó sẽ là dung hòa giữa thiết kế cũng như là hiệu năng, và nổi trội nhất của nó để chưa về hiệu năng, bởi vì nó còn cân được cả i9 9900K ở mức xung là 5GHz cơ mà. Ý kiến của bạn như nào hãy comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.